Hay quá, chúng ta hỏi cho mai chắc. Không, chắc chắn ảnh sẽ tìm thấy chúng ta. Thơm phức luôn. Đây là sầu riêng chín cây nha cả nhà. Sầu riêng chín cây nên muối nó vàng. Thường là sầu riêng chín cây thì nó thơm mà nó không có ngọt, nó không có ngọt. Chị cũng đi gì bà. Chứ nữa, sầu riêng chín cây là nó thơm mà nó không có ngọt, nó chỉ ngọt nhẹ nhẹ mà vừa thôi. Còn sầu riêng nhúng thuốc á là nó không có thơm, nó không có thơm như thường trên cây mà đều nó ngọt gắt cổ luôn, ăn là gắt cổ hồi nó có vị nhẫn nhẫn. Còn mà sầu riêng trên cây á là nó lúc mà sầu riêng trên cây thì có hai loại, là một loại trên cây mà nó vừa thơm là ta phát hiện người ta hái xuống, còn loại thứ hai là nó rụng luôn, cho nên cái đít nó thường thường mà cái đít nó dính đất như là dính mấy cái lá cây á mà nó tét ra, nó kia kia ra mà người ta phải lấy dây thun người ta cuột lại á, là cái đó là sầu riêng chín cây mà nó rụng xuống, còn sầu riêng mà chín cây mà nằm trên cây là nó không có bị tét cái đít đó. Đây thưởng thức sầu riêng chín cây này, đi trên đường về mua thơm bần luôn. Ngon quá. Muối vàng óng ánh thơm phức luôn. Này sầu riêng này mua ở dưới Đồng Tháp có 40.000 ký nha. Bye bye mọi người, giờ tắt máy thưởng thức thôi.